Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy cũng đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Theo thống kê, Bình Thủy có gần 20.600 trẻ thuộc độ tuổi từ 12 đến 17. Tại các điểm tiêm, học sinh được chia làm nhiều tốt, thầy cô và nhân viên y tế hướng dẫn sàng lọc, tiêm ở các khu vực khác nhau và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.